Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá. Đây là Xiaomi CV2, còn đây là Xiaomi CV3. Mình tin không phải ai cũng lựa chọn sản phẩm này. Bởi vì sao? Trừ những bạn thích một sản phẩm nó có thiết kế đẹp này, nó phải có màn hình cong, nó mỏng, nó nhẹ, và đặc biệt hơn camera nó phải chất lượng, thì đây là sản phẩm các bạn có thể cân nhắc nha. Mình nghĩ như thế này, 8 triệu bạc mà nó chỉ có một loa thôi, thì có bao nhiêu anh em sẵn sàng bỏ tiền ra để mua Xiaomi CV3? Thực tế nó phải lên đến khoảng tầm khoảng 8 triệu 1, 8 triệu 2 thì các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay, thực ra để so sánh giữa Xiaomi CV2 và Xiaomi CV3, nó không có quá nhiều thứ để nói, và mình sẽ tập trung chính vào cái chất lượng camera và một cái điểm mình thấy nâng cấp khá là nhiều, đó là về mặt trải nghiệm gaming. Có bạn nào thắc mắc là về camera CV3 nó có nâng cấp gì không? Theo như mình thấy nha, cái bản nâng cấp nó không quá nhiều đâu. Thực sự về camera, mình chỉ thấy cái tông màu, cái sắc độ thì nó có khác nhiều so với Xiaomi CV2 thôi. Thiên tông lạnh nhiều hơn. Cái tông ảnh như thế này nó sẽ cực kỳ phù hợp cho bạn nào thích một sản phẩm là chụp phát ăn ngay, up lên mạng xã hội. Trong khi đó CV3 là một sản phẩm mình thấy chất ảnh nó khá sát với thực tế, chi tiết ở mức vừa phải thôi. Sang cam ultra wide thì mình thấy xử lý cái phần ảnh trên Xiaomi CV3 nó có phần đẹp hơn nha. Sang cam zoom 2x cũng tương tự thôi các bạn. Khả năng chụp thiếu sáng trên CV3 mình thấy nó có cải thiện hơn nhiều so với CV2 nha. Chụp thiếu sáng CV2 nó chuyển sang cái tông màu vàng khá là nhiều, trong khi CV3 nó vẫn sát với thực tế này. Và cả hai sản phẩm này đều có thể quay video với độ phân giải tối đa là 4K và 30fps. Như các bạn thấy mình có quay một cái video với độ phân giải là Full HD và 60fps, thì cái khả năng chống rung trên Xiaomi CV3 nó có tốt hơn nhỉ, bởi vì nó có hỗ trợ chống rung quang học OIS, trong khi Xiaomi CV2 là không có. Cam selfie 32 chấm trên cả hai sản phẩm này, mình thấy CV2 cái màu da nó hơi bị đỏ các bạn ạ. Nói chung là khác thực tế. Còn với CV3, họ đã xử lý một cách rất là đẹp nha. Màu da được sáng này, được mịn này. Đây là mình chỉ có chụp trong nhà thôi đấy. Các bạn mà chụp trong điều kiện môi trường nó đủ ánh nắng này, nó hắt vào mặt thì tuyệt vời luôn. Đặc biệt, hai sản phẩm này nó đều có hai cái đèn flash ở mặt trước. Các bạn chụp cam selfie nó được mịn màng và đẹp hơn. Ok, nói về cái mặt cấu hình đi. Đây là một thứ không phải là điểm mạnh trên dòng sản phẩm của Xiaomi CV. Có chip trang bị trên Xiaomi CV2 là Snap 7 Gen 1. Và có chip trang bị trên Xiaomi CV3 được nâng cấp lên là Dimensity 8200 Ultra. Trải nghiệm gaming mình thấy Dimensity 8200 Ultra nó nhỉnh hơn Snap 7 Gen 1 rất là nhiều các bạn ạ. Trước tiên các bạn có thể xem qua một vài cái điểm số liên quan đến cấu hình của máy nha. Cùng phiên bản AnTuTu V10, Xiaomi CV2 là 577.000 điểm, trong khi Xiaomi CV3 là 861.000 điểm. Cái thông số này để các bạn tham khảo thôi. Và các bạn muốn tham khảo một cái thông số nó được chính xác một chút ấy, thì có thể tham khảo cái bài 3D Max với cái bài test là Wheelite Extreme Speed Test. Cái điểm số Best Loop của Xiaomi CV2 nó chỉ là 831 thôi, và cái độ ổn định nó lên đến 99,4%, và nó chỉ hợp để các bạn chơi tựa game nhẹ nhàng thực sự kiểu là Liên Quân thôi. Còn Xiaomi CV3 cái điểm số Best Loop là 1545, độ ổn định lên đến 81%, và với bài chấm CPU là Geekbench 6, cái điểm đơn nhân trên Xiaomi CV2 là 955 và đa nhân là 2710, trong khi Xiaomi CV3 cái điểm số đơn nhân nó cao hơn 1223, đa nhân là 3516. Chúng ta quay trở lại về cái mặt trải nghiệm gaming, cả hai sản phẩm này nó đều bị lock FPS nếu như các bạn không xóa roi xe đi. Còn nếu mà xóa roi xe thì mình thấy với Xiaomi CV2 thì các bạn chỉ chơi game nhẹ nhàng như mình chia sẻ trước video đó rồi. Ngược lại CV3 các bạn có thể chơi Genshin ở mức đồ họa là trung bình 60. Mình có test ở mức đồ họa cao vào 60 thì mình thấy giật lag nó có nha. Gọi là để chơi tốt nhất ấy thì các bạn nên chơi mức đồ họa là trung bình 60 thôi. Tuy nhiên các bạn chơi tựa game nặng hơn là COD Max Setting chưa xóa roi xe thì nhiệt độ nó phải lên đến tầm khoảng 43 độ C cho khoảng 18 đến 20 phút chơi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì CV2 hay là CV3 cái hệ thống tản nhiệt nó không quá cao đâu. Ví dụ như con CV3 chẳng hạn, cái diện tích tản nhiệt VC nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là 4000mm² thôi. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận CV3 là một sản phẩm nâng cấp về con chip khá là nhiều. Thiết kế mặt trước nếu như mà các bạn chỉ nhìn sơ qua thôi thì thấy hai sản phẩm này nó rất là giống nhau. Tuy nhiên sẽ có một vài cái điểm khác biệt này. Đầu tiên về cái độ cong màn hình thì Xiaomi CV3 nó cong hơn. Cái điểm thứ hai về cái cằm và cái trán, CV3 nó cũng mỏng hơn. Còn về mặt sau, cái sự khác biệt lớn nhất là về họa tiết và cái khu vực cụm camera, các bạn nhìn phát biết ngay đúng không? Chất lượng hiển thị trên Xiaomi CV2 vẫn là một sản phẩm nó thiên về tông lạnh các bạn nha. Các bạn có chỉnh cái mức độ màu sắc các thứ ấy, thì nó vẫn sẽ ám lạnh nhiều hơn so với Xiaomi CV3.
Em CV3 này mình thấy tông màu hơi ám vàng các bạn ạ. Chất lượng âm thanh trên hai sản phẩm này nó rất là giống nhau. Dung lượng pin đều là 4500 này, đi kèm với cái công suất sạc là 67W và đều có cảm biến vân tay pin trong màn hình. Như vậy các bạn thấy cái sự khác biệt lớn nhất giữa Xiaomi CV2 và Xiaomi CV3 đó là về thiết kế, về camera và khoản hiệu năng thôi. Còn lại thì rất giống nhau. Thì các bạn cảm thấy sao về cái sự nâng cấp này? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Và mức giá rẻ nhất Xiaomi CV2 và Xiaomi CV3 mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bên dưới ghim. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.